Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 32. Thủ hiếu vô kỳ hạn. Sau khi tang lễ mẹ xong, Hòa Thượng dựng một chòi rơm hình chữ A tại một phần mẹ để thủ hiếu. Đó là một chòi rơm nho nhỏ, phải khom lưng mới vào được. Ngày 16 tháng 9, Hòa Thượng đến chùa Tam Duyên ở Harbin, trạm Nam Bình và đưng Ngài Thượng Thượng Hạ Ký chấp nhận cho xuất gia. Thọ giới sa di xong, Hòa Thượng lại trở về mộ phần mẹ. Trong thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng bái kinh Hoa Nghiêm, lại từng chữ một trong kinh, lễ tịnh sám, tu thiền định, tập giáo quán, ăn ngày một bữa và thường nhắm mắt tĩnh tọa ở trong chòi. Hòa Thượng kể, lúc đó tôi dùng mười mấy thân cây rơm cao lương dựng thành cái chòi hình chữ A. Cái chòi này nếu bên ngoài rơi tuyết thì bên trong cũng trắng xóa, vì là chòi thông gió. Còn bên ngoài trời mưa thì sao? Thì bên trong cũng ướt đẫm. Tôi ở chỗ như thế đó. Trong chòi chỉ có một cái bàn nhỏ. Mỗi ngày tôi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền ở đó. Trong tâm cảm thấy rất an tịnh. Tôi có thấy ma không? Không thấy. Lúc ấy không có ai đem cơm tới. Tôi ở đó cũng không ăn cơm. Sau ngày thứ bảy, có người mang cơm tới. Người nào đã đem cơm cho tôi? Chính là cha tôi. Cha tôi lúc đó đã ngoài 70 tuổi rồi. Ông bảo tôi về nhà. Thôi, không cần phải thủ hiếu nữa. Ông vừa nói vừa chảy nước mắt. Tôi vốn 7 ngày đã không ăn cơm mà cũng không thấy đói. Tôi ăn cơm xong, liền nói với cha tôi. Sau này cha đừng có đem cơm cho con nữa. Người nhà mình đem cơm hay bất cứ cái gì khác, con cũng không dùng đâu. Đó là cảnh trạng buổi ban đầu thủ hiếu ở bộ phận của tôi. Lúc đầu tôi tính thủ hiếu cho đến đói chết ở nơi đó. Lúc nào chết thì kể như xong đời. Nhưng chỉ bị đói vài ngày thì có người thấy tôi không ăn cơm, bèn đem cơm tới. Tôi miễn cưỡng ăn một chút. Trong lúc thủ hiếu, tôi đã ăn qua gốc cỏ, lá cây. Có một lần tôi tìm thấy một thứ nấm trong cỏ. Nào ngờ ăn nhầm nấm này, tôi bị cười suốt ngày. Cho nên tôi mới biết là trong nấm đó có vi khuẩn cười. Khi ở phần mộ thủ hiếu, tôi vẫn tiếp tục lễ lại. Và lúc đó tôi đã xuất gia. Tôi xuất gia vì muốn đoạn dứt luân hồi sanh tử, để không phải lưu chuyển trong dòng sanh tử nữa. Cha tôi không biết tôi muốn xuất gia. Đợi đến khi tôi thủ hiếu ông mới biết. Tôi nhất cử nhất động vốn đều làm theo chữ hiếu, không phải như người nào đó quy định thủ hiếu trong bao nhiêu năm. Tôi thì thủ hiếu vô kỳ hạn, giờ khắc nào cũng tưởng nhớ đến cha mẹ, không dám làm điều sai trái. Nếu tôi làm sai, tức là một đệ tử bất hiếu rồi. Các vị hỏi tôi thủ hiếu bao nhiêu năm, cho đến bây giờ tôi vẫn còn thủ hiếu. Có thể nói là không có kỳ hạn. Tôi cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Vì lẽ đó tôi đặc biệt chiếu cố đến người già. Tôi muốn nuôi dưỡng tất cả người già cả. Tại sao tôi muốn dưỡng lão cho mọi người? Vì tôi vẫn muốn báo ân mọi người. Cũng bởi ai nấy đều xưng tán tôi tận hiếu ra sao đó, khiến tôi thật ái ngại, vì tôi chưa làm trọn vẹn. Cho nên tôi xem tất cả người cao niên như là cha mẹ tôi. Người nam đều là cha, người nữ đều là mẹ tôi. Tôi thật tâm quán tưởng, chúng sanh đều là cha mẹ tôi ở quá khứ và là chư Phật ở vị lai. Ghi chú: pháp danh của Hòa Thượng là An Từ, từ Độ Luân, truyền thừa phái Kim Đỉnh Tỳ Lô. Sau được lão Hòa Thượng Hư Dân truyền pháp, nói dòng quy ngưỡng, pháp hiệu Tuyên Hóa. Phái Kim Đỉnh Tỳ Lô nguyên là Nam Triều Tề. Đời Lương do Thiền Sư Bảo Chí diễn nói tông phái 28 chữ. Bảo thọ thành hạnh đức liên hương, chí nguyện cực lạc hoài an dưỡng, tử kim hiển cổ vĩnh diễn tài, Tỳ Lô tánh hải dạng sự xưa. Sau đó Thiền Sư Sương Hải tiếp tục diễn nói 40 chữ. Văn định tỉnh tông đạo, từ phúc chân pháp đức. Chánh thiện ấn nghĩa tổ, phổ hoằng tính quyền diệu, sùng hiền bổn lai thiểu, tính không duyên minh chiếu, tư tu thường an quả, thân truyền vô di giáo. Hòa Thượng kể, tổ sư Đạt Ma truyền kệ pháp viết:
Ngô Bổn Lai tư thổ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Ta vốn đến đất này truyền pháp cứu mê tịnh, một qua nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Các vị nay thấy câu kết quả tự nhiên thành mà chữ quả này, tức là đợt các vị có pháp danh mang chữ quả sẽ tự nhiên thành. Các vị có thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho quý vị rồi không? Lục Tổ Đại Sư cũng đã nói Bồ Đề quả tự thành, quả này cũng lại là quả nữa, và đều không phải là hai thứ. Điều nói đến các vị hiện có pháp danh quả này, và quả này của chúng ta có thể phổ biến đến toàn thế giới, đó gọi là kết quả tự nhiên thành. Đến mọi chỗ, mỗi nơi đều tự nhiên có thể kết loại quả này. Là quả gì? Quả Bồ Đề. Lục Tổ Đại Sư sợ mọi người vẫn chưa thấu hiểu nên Ngài mới nói rõ hơn một chút. Bồ Đề quả tự nhiên thành. Hiện tại, năm 1969, lúc Hòa Thượng giảng kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, mỗi quả Bồ Đề của các vị phải tự nhiên thành, tôi không thể giúp các vị được. Nếu các vị không tự mình thành, tức là cam chịu bỏ cuộc. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe, các vị đều phải thành mới được. Các vị xem, các vị cố gắng khéo thật, vì tên của các vị đều bắt kịp đến chữ quả này rồi. Tông phái của chúng ta cũng là nói đến chữ quả, và nói rất là kỳ diệu rằng tư tu thường an quả. Từ cái tư tu thường an quả này mới có thể thân truyền vô di giáo. Cho nên trong tương lai, chính các vị phải thân truyền pháp vô di giáo này. Ha ha ha, 问什么的说